Xin chào tất cả các bạn và đặc biệt là những fan của dòng âm thanh Sony. Thì hôm nay mình đang có trên tay một chiếc Sony MDR-Z7. Đây là cái tai nghe cao cấp của Sony với cái chuẩn HiRex Audio. Và mức giá của chiếc tai nghe Z7 được bán chính hãng tại Mai Nguyên là 15.990.000. Một chiếc tai nghe rất là cao cấp của Sony. Thì xung quanh hộp thì các bạn có thể thấy là Sony in rất là nhiều những công nghệ kèm theo, như là những cái Liquid Crystal Amplifier, hay là ở phía trong thì có thêm những cái thông tin về cái phần màn loa. Và ở đây Sony còn có thêm cho chúng ta cái đề nghị, đó là khi mà chúng ta sử dụng cái tai nghe Z7 thì chúng ta có thể sử dụng thêm với cái cọng cáp Balance Connection Headphone. Thì đây là một cái cọng cáp của Sony bán, còn thêm cả một cái pha 3, tức là một cái đầu chuyển, một cái đi vừa là DAC vừa là Headphone Amplifier, tên là pha 3. Thì khi mà chúng ta kết hợp lại cái bộ sản phẩm này sẽ có được cái chất lượng âm thanh tuyệt vời hơn bao giờ hết. Thì đầu tiên mình sẽ phù hợp để các bạn xem cái phụ kiện kèm theo cái Z7 bao gồm những gì. Đây, ở phía bên trong thì mình có một cái hộp màu đen rất là to. Mình kéo ra để các bạn xem. Đấy, rồi mình bỏ cái này xuống. Ở trong hộp thì chiếc hộp này làm rất là đẹp. Các bạn có thể thấy là Sony làm rất là cứng cáp, mặc dù là hộp giấy mà rất là đẹp. Sẽ mở ra. Đây, rất là sang trọng. Ở bên trong thì chúng ta có chiếc tai nghe Z7. Những phụ kiện thì để ở một cái nắp ở phía bên này. Và phía trong còn có thêm tên của chiếc model là MDR-Z7 và cái serial number. Thì mỗi một cái tai nghe Z7 bán ra thì có kèm một cái serial number riêng. Đây, chiếc tai nghe Z7 chúng ta rất là đẹp. Ở phía trên là ốc da. Thì tí nữa mình sẽ giới thiệu về chiếc tai nghe này kỹ hơn để các bạn có được cái nhìn tốt hơn về chiếc tai nghe này. Thì những phụ kiện kèm theo sẽ bao gồm những phụ kiện như thế này. Ở chúng ta có một cái sách bảo hành, một cái dây bảo hành của nhà sản xuất. Đây, phía trong tai nghe chúng ta còn có thêm rất là nhiều những phụ kiện kèm theo. Ở đây thì mình có một cái đầu 3.5, mình sẽ mở ra để các bạn xem. Và Sony họ rất là cẩn thận khi bọc những cái giấy bảo vệ xung quanh những cái đầu kết nối này, chứng tỏ đây là một sản phẩm cực kỳ cao cấp của dòng sản phẩm tai nghe Sony. Thì đây chúng ta có một cái đầu 6.3 được mạ vàng. Đây là những cái dây với hai đầu, một đầu là màu đỏ, một đầu là màu trắng, để chúng ta cắm với hai bên của chiếc tai nghe. Thì tất cả những cái đầu này đều được mạ vàng và được làm rất là đẹp. Trong hộp chúng ta còn có thêm một cái sợi dây tai nghe khác cũng với cái kích thước tương tự. Đây, cái loại dây làm như này là cao su mềm, rất là đẹp. Các bạn bóp như thế này thì hoàn toàn là không có bị gãy hay bất kỳ một cái. Đây, phía trong chúng ta còn có thêm một sách hướng dẫn. Thì tất cả những cái tài liệu hướng dẫn hay là những cái dây cáp kẹp theo kết nối đều được trong cái túi ni lông, để cho thấy được cái sự sang trọng cũng như là cái mức độ mà họ quan tâm tới sản phẩm này. Đây, Stereo Headphone MDR-Z7. Em xem có phụ kiện nào không. Rồi, như vậy là hết phụ kiện kèm theo rồi. Và như vậy, đây là tất cả những phụ kiện kèm theo chiếc tai nghe cao cấp của Sony MDR-Z7 được bán chính hãng tại Mai Nguyên. Và trên tay mình hiện nay đang là chiếc tai nghe MDR-Z7 của Sony. Thì trước tiên mình sẽ giới thiệu về cái ngoại hình để các bạn có thể rõ thêm. Ở phía trên cái phần chụp đầu của chúng ta thì là một cái ốp, một cái phần da. Xung quanh thì có cái đường viền chỉ và cái phần da này rất là đẹp, khi mà các bạn cầm lên tay rất là sang trọng. Ở phía dưới thì là một cái phần mút mềm cũng được bọc da ở phía trong, và cái phần da này thì nó khá là mịn. Thì cái phần da này nó tương tự như hai cái cúp tai nghe. Đây, hai cúp tai nghe mở thế này. Đây là một cái dạng cúp tai nghe over ear cho nên nó khá là lớn. Các bạn có thể thấy được ở bên trong là cái phần driver của nó. Thì cái driver sử dụng trên cái màng driver sử dụng trên cái Z7 nó lớn tới 70mm với cái chuẩn HiRex Audio của Sony, một trong những cái màng tai nghe mà lớn nhất hiện nay. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta có cái phần da bọc ở phía bên ngoài rất là đẹp. Ở phía bên ngoài cúp tai nghe thì cũng chúng ta chỉ đơn giản là có cái logo Sony được in trên một cái bề mặt được làm bằng kim loại rất là cứng.
ở phía dưới thì có một cái phần màng loa ở phía ngoài để thoát bớt cái âm thanh ra ngoài, và còn có thêm cái phần chấu để kết nối với hai cái dây lúc nãy mình đã có giới thiệu với các bạn ở cái phần đầu khui hộp. Thì cái dây này sẽ phân biệt là ở bên trái bên phải, chúng ta phải ghim đúng dây thì chất lượng âm thanh nó mới tốt nhất. Ngoài ra thì các bạn có thể tăng giảm ở phía trong này toàn bộ những cái phần thanh tăng giảm ở phía bên trong của chiếc tai nghe thì được làm bằng kim loại và được làm rất là nhẹ. Ngoài ra họ còn đánh số cái size ở phía bên trong từ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, và ở phía trên còn có thêm cái dòng chữ Made in Japan. Đây là một cái tai nghe thuộc dòng cao cấp cho nên họ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật về. Đây có hai cái ký hiệu LED Bright ở hai bên, và toàn bộ cái tai nghe này thì chỉ được trang bị với những cái chất liệu như là da và kim loại hoàn toàn, thì không có những cái chất liệu nhựa ở trên này, hoặc là nếu có thì cái tỷ lệ nó rất thấp. Một chiếc tai nghe rất là đẹp. Thì cùng với chiếc pha ba và một cái sợi dây mà họ tặng kèm cho chúng ta, cho các bạn là cái sợi dây tặng kèm thì sử dụng với kết nối với cái tai nghe và cái pha ba. Thì nếu mà các bạn sử dụng chung cái bộ sản phẩm này ZMDR Z7 và cái pha ba, một cái DAC kim luôn headphone amplifier mà đã được bán ở Mai Nguyên, thì đây là một cái bộ sản phẩm tuyệt vời nhất dành cho những bạn yêu thích cái dòng sản phẩm tai nghe cũng như là những cái thiết bị hỗ trợ âm thanh của Sony. Hiện nay cả hai sản phẩm đó đều đã có trên kệ hàng chính hãng tại Mai Nguyên, các bạn có thể đến và trải nghiệm thử cái chất lượng tuyệt đỉnh của những chiếc tai nghe này. Ngoài ra thì khi các bạn mua những cái sản phẩm này tại Mai Nguyên thì những cái nguồn nhạc các bạn cũng sẽ được cung cấp miễn phí với chất lượng cao nhất ở Mai Nguyên. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.